À, ra đi. Rồi bị gì sao? Dạ, sao mà cái hồi xưa thì có té một lần, nó bị gãy hai cái giờ lâu quá, giờ bữa cầm cái gì đưa lên nó sụi luôn. Sụi luôn? Dạ, có đi bác sĩ và bệnh có chích xong rồi, bây giờ nó vẫn còn đau. Chị này chỉ bị sụi tay rồi hả? Qua đây. Tay phải thôi. Rồi, sao mà biết về đây chữa? Kêu tức, à bị sụi dài rồi em. Rồi bị bao lâu rồi? Rồi, bây giờ cái tay chị sao chị kể lại để cho mọi người nghe cái này. Nó dơ cao lên nhẽo được. Nó cứng đơ đây. À, rồi đây có cứng không? Không cứng. Rồi, rồi bị bao lâu rồi? Tháng tư tới giờ. Rồi bác sĩ chữa cũng chưa thấy gì. Có chích nữa. À, chích nữa rồi. Chích thì hero còn con xin thôi chứ không có chích gì nhiều. Rồi học mấy ngày rồi? Dạ học thằng này, đây. À. Cái này thì dở không được rồi phải không? Giờ ra cái này tới đây thôi. À. Xong rồi. Với cái này bị nhiều lắm. À, bên đó làm nghề gì? Làm nail bị cái tay nhiều lắm, nhiều người bị lắm. Mai. Hả? Làm mai. Bị cái tay bị. Rồi về đây mấy hôm? Về đây cũng được gần 3 tuần rồi. Mẹ tôi cho chích cái này luôn. Rồi, dỡ lên nhé cho mọi người chứ. Dạ dạ lên chào thầy là chưa em để là bao nhiêu lâu rồi chích thuốc chích men chi chích gì đó em chết chưa cho nên đó là phải về là được ở đây em vẫn mát bữa nay gặp thầy em trời ơi bao nhiêu phiền muộn đều tan biến hết đúng không? Em qua gặp thầy tưởng thầy ở bển. Ở bển về tức là bên sông á. Nè, để bắt đầu gạ từ từ lên cao chút em. Lên cao chút nữa. Múa lên em. Múa lên em. Hey, rồi, dỡ lên cho mọi người sướng. Rồi, dỡ nghe đó. Đây, để cho mọi người thấy khoái chút nè. Đó, lên. Đấy, lên từng chút nha. Không có mình mà chữa khỏi cái là đi về Mỹ mất à. Để cho ở đây lâu lâu thêm chút nè. Nằm đây. Rồi. Đó, xong rồi. Chích nhanh. Không chết rồi. Hay đồng đớm hả?